Ôi là trời, tôi nói Tết nhất chi, chưa sắm sửa được cái gì. Mình ơi, mình về 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 về. Mệt không, mệt không? Bây giờ thôi 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 uống nước luôn đi. Mình nói cho tôi nghe đi, cái chuyện đó tới đâu rồi? Hả? Bây giờ tôi nói thiệt, má Như hứa không có buồn nha. Sao tự nhiên tôi thấy ông nói cái tôi lo ghê luôn á. Tết hôm nay vợ chồng mình treo mỏ khỏi ăn Tết rồi, người ta hứa qua Tết người ta mới giơ tiền. Trời ơi, tôi nói khổ ghê vậy đó. Tôi nói làm quanh năm suốt tháng trông vô cái tiền đó, đòi được thì mới có mà xài. Tôi nói ngày tư ngày Tết tới rồi mà chưa có sắm sửa được cái gì trong nhà, nghèo rồi còn mắc cái eo nữa. Đó, mà nói đi nói lại, hai vợ chồng mình già không nói, tội nghiệp là tội nghiệp nhỏ con mình. Mấy năm nay có dám mời bạn bè gì tới nhà chơi đâu. Tôi nói nhà thì nghèo, sắm sửa thì cũng không sắm sửa được cái gì, tới cái mức độ mà bàn thờ ông bà hôm nay trống trơn. Sạch thì có sạch nữa mà trống lắm. Ừ, má nó nhắc tôi mới nhớ, nhỏ đâu rồi? Nó với chú nó đi công chuyện đâu sớm ơi, giờ ai biết. Hồi nãy á, trên đường về á, có gặp anh hai. Sao sao Anh mình nói hai đứa bay có ở không không? Qua hộ họ dọn giường tược rồi về nhà anh cho nó sạch sẽ ăn Tết. Rồi giờ mình thấy sao? thấy cái gì nữa mà thấy. Tôi thấy được quá đi chứ, bây giờ mình không có tiền, bây giờ mình qua mình phụ được cái gì phụ, có công chuyện thì mình làm đi chứ, trời ơi, có gì đâu mắc cỡ hay là ngại ngùng. Hồi nãy người ta hứa qua Tết á, là tôi nghĩ chuyện đó, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại á, là anh hai anh cũng không có rộng lượng gì mấy đâu. Ông mắc cười quá. Bây giờ nè, mình cứ làm đi, mình làm được cái người ta mới trả công cho mình đích đáng. Mà tôi nói thiệt, anh hai gánh khá, anh giàu vậy, anh không có hẹp hòi với mình đâu. Với lại mình làm quen biết đâu từ đây vì sao anh gọi mình bằng nữa hả? Chứ còn gì nữa đây nè, dọn dẹp nhà cửa rồi còn thêm giường tược nữa, không lẽ không cho được chút đỉnh. Vậy hả? Như vậy thì chờ tôi qua tôi nhận mối liền hen. Đi đi lẹ đi. Nhưng mà mình nói với ảnh là công tiền công nhiêu Tầm này. bậy nữa. Đã nói bây giờ mình mới làm cho ảnh lần đầu tiên à, mình làm được việc ảnh ưng cái bụng, ảnh cho nhiêu cho rồi, thí dụ như thấy ít quá thì mình xin thêm chút đỉnh. Rồi như bây giờ má Như nói là ảnh cho nhiêu cho mình không có được đòi hỏi phải không? Đúng Rồi rồi. gọi anh để nhận tiền để người Lẹ khác lẹ. bằng làm vợ chồng mình chết luôn á. Lẹ, nhớ đi lẹ về ăn cơm nghe. Ơi, con cầu trời khẩn Phật, con cầu ông bà thương giùm vợ chồng tụi con, thương giùm nhỏ con gái, làm ơn làm phước cho con có cái Tết ấm no, làm được nhiều tiền chút xíu. Con cảm ơn ông bà, cảm ơn trời Phật. Để anh làm. Chỗ đó tao lau rồi. Dạ. Đừng lại gần chỗ đó. Dạ em lau đây. Lau đi. Kỹ kỹ nha. Dạ 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 anh. Tao kêu kỹ chứ không phải là mạnh tay. Dạ. Mạnh dạ. tay đổ bể hết bàn thờ đó, thờ Phật đó, thờ ông bà ông giải tao đó. Dạ, phải không? Tụi bay làm đổ bể hết rồi, tụi bay không có tiền đâu mà đền à. Dạ dạ anh dạ. hay yên tâm đi, tụi em nâng nâng niu nâng niu. Dạ dạ. dạ. Rồi phải nhắm ngồi cho nó bộ ngựa chịu nổi không có kiềng nó sập bộ dựa đâu nữa. Dạ dạ được được mà anh hai em nhúng nhúng không sao. Trời ơi dạ. trọng lượng nặng nề quá, thôi người ta ở dưới đất đi bò lên đó làm chi cho nó cực khổ vậy bay. Tí xích qua cho con đi cái. Ê ê. Con đi qua nhà tèo chơi xíu. Rồi đi không, cái chậu kiển cái tắc của tao đi đâu? Thì con thấy tí bận quá nè. Rồi con bận quần dài vô, bận áo bỏ vô quần con đem ra phơi nắng cho tía. Trời đất ơi, tự nhiên sao bữa nay quan tâm tới ba cái cây kiển của tôi dữ vậy ta. Thôi để đó đi, khỏi cần mày quan tâm. Không để đó cho tao em phơi nắng. Thôi khỏi có phơi gì hết trơn á. Nó ngộ rồi, dòm gì vậy? Dòm gì cái tắc có gì đâu mà lạ mà mày làm gì mày quan trọng dữ vậy? Sợ nó thiếu nắng chết ổn. Trời đất ơi, chắc trời mưa quá à. Chơi hả? Ủa con có đi không? Đặng con tao nhờ công chuyện chút. Đi chứ. Đi làm gì á? Muốn phơi nắng. Ủa dịch này làm gì đó là cái tắc đó dữ vậy? Mình làm rồi hả? Ở đâu đâu tôi làm bệnh rồi. Ui cha, nó đau quá lưng quá. Thôi đi. Dạ. Đi mệt chút đi. Dạ dạ. Hai chồng qua đây nè, ngồi uống nước. Mình ngồi nói chuyện chút. Dạ. Dạ thôi em ở bên này được rồi anh hai. Nè uống nước đi. Anh hai có gì dạy cho chồng em không anh hai? Từ từ không có gấp. Tụi bây còn sống lâu mà mắc cái gì phải gấp, từ từ uống nước đi rồi tao nói. Dạ. Đó. Nói chung đó, tao thấy vợ chồng bay đó
làm ăn cũng siêng năng giỏi vắng. Dạ. À, tao thấy cũng thương. Dạ. Làm từ sáng tới chiều mà không nghe tiếng than nào hết. Dạ. Thành tử tao đang suy nghĩ coi bây giờ như vậy đó thì bây giờ trả tiền công tụi bay bao nhiêu để cho nó xứng đáng với cái công sức tụi bay bỏ ra. Dạ, dạ thôi anh hai cho nhiêu tụi em lấy nhiêu. Dạ. Dạ. Nhưng mà nếu anh hai thấy hai chồng em bằng ưng bụng á. Dạ. Anh hai mai mốt ở nhà vườn cái ruộng vườn nương nhà có gì ưng bụng là cứ gọi hai chồng em bằng hết á. Dạ. Dạ. Ừ, cái đó tao biết rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó không biết cho bao nhiêu tiền cho nó đủ. Dạ anh hai cho. Dạ. Sao không được. Dạ. Dạ nhiều cũng được anh hai ơi. Dạ dạ. Nói vậy chứ sao được, cũng phải vừa với cái công sức mình chứ. Dạ. Không khéo tụi bay đồn tụi bay nói tao bóc lột rồi công sức của tụi bay nữa. Dạ đâu có dám. Thành tự thôi để cho tụi bay thấy được là cái tấm lòng của tao nó tốt. Dạ. Đúng, rộng lượng. Dạ. Bao la. Dạ. Đối với em Út không có keo kiệt. Dạ. Thần tử ta tính để đền đáp lại cái công của tụi bay á. Dạ. Tử ta tính tặng cho tụi bay báo vật. Trời ơi, báo vật. Dạ, dạ, anh hai ơi. Cắt cốt ghi tâm anh. Dạ, dạ. Dạ là gì chi vậy anh hai? Biết cái báo vật gì không? Dạ không. Dạ không. Là cái tắc đó đó. Hả? Hả? Cái này cái hạnh mà, trời ơi, hạnh này bà già em hồi xưa bà muối uống đỡ đau họng lắm á. Nhưng mà... Tao hồi xưa ta kêu cái hạnh, giờ ta kêu cái tắc. Dạ, dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thấy vậy á, tôi quý dữ lắm. Gia đình của tao đó, ăn dạ. Nên làm ra mấy chục năm nay á, là nhờ nó đó. Nó là báo vật đó, để trong nhà làm ăn giàu lắm, phát tài lắm. Dạ, nhưng mà anh hai ơi, cái này báo vật này quý quá, vợ chồng em không có biết xài đâu. Dạ, nhiều khi báo vật á, nó chiêu tài mà hai chồng em nghèo quen rồi đem nó về uổng á. Có khi anh hai cứ để đây đi, em không biết giờ nhận báo vật à. Dạ. Tụi bay nói vậy tụi bay không sợ tao buồn sao? Dạ. À, đây là cái tấm lòng quý báu của tao. Tụi bay đó là tao mới tặng cho cái tắc này đó. Đừng có nói sùm đó. Mấy thằng lối xóm này nó nghe nó phân bì đó. Dạ. Ruột lắm nó mới cho cái tắc này đó. Dạ. Cái tắc này nó quý lắm chứ không phải điện đơn giản đâu. Chắc mà... người phàm mất thịt em nhìn không gai, hai chồng em nhìn cái tắc. Dạ. Này giống như cái hạnh bình thường. Dạ, cái cây này bình thường em. Dạ. Giả ác mắm em. Dạ. Pha trà đường em uống rồi. Tụi bay thấy bình thường. Nhưng mà nó không có bình thường. Dạ. Nó linh lắm. Bởi vì nó là báu vật mà. Hả? Dạ như... Dạ. Tụi bay lấy cái đó. Dạ. Hỏi có lấy tiền. Dạ. Thấy không? Dạ, dạ. Dạ, dạ thôi anh hai. Cái này thiệt sự hai vợ chồng em nghèo quá mới làm công chuyện phụ giúp người này người kia. Không mấy... Em không có chê. Thiệt sự hai chồng nghèo không mới dám chê báu vật. Nhưng mà cái này nó không có phù hợp với vợ chồng em. Không mấy anh hai cho đại ít tiền để tụi em sắm đồ Tết nhà là được rồi. Không được, cái tánh ta từ hồi nào tới giờ vậy đó. Tao gạo cũng cái gì mà tao đã quyết rồi là tao không có thay đổi được. Dạ. Tao nhất quyết là tao cho tụi bay là tao cho thôi chứ tao không có thay đổi được. Dạ. Đó. Cho tụi bay làm cả ngày nay đó tao tặng cho cái báu vật đó đó. Vậy dạ. Ngang. Dạ. Nó dạ. Tới nó lui gì nữa nha. Dạ. Làm ăn lâu dài, phải không? Dạ. Mai mốt có chuyện làm tao kêu lại làm nữa. Dạ. Phải không? Chứ đâu phải lần này thôi đâu. Dạ. Phải không? Dạ. Đi à. Ông làm gì vậy? Gì mà báo vậy? Ông có biết cái này là cái tắc không? Tắc bế. Bế tắc đó. Trời đất thánh thần ơi, không biết mày có phải là báo vật không nữa. Hai vợ chồng mừng từ thần đông sáng đến chạng vạng tối. Tiền được trả công là mày đó. Không kèm thêm một xu nào hết trơn hết trọi á. Ôi, cây tắc cầu tài cầu lộc đầu năm mà không được chục trái kiểu này. Báo vật thì đâu này, báo đời rồi. Tắc là cái chắc rồi. Đoạn trường rồi. Thành ơi, gần Tết rồi mà nắng gì mà nó nắng thấy mắt sợ con ơi. Má như chết này, trời nắng chang chang vậy, không lấy nón đội lên rồi cầm quạt rồi than. Ủa về tới nhà rồi mắc gì đội, tao ngồi tao quạt quạt cho ông sướng hả? Ngồi ướt nhẹp kìa. Ba như rót con ly nước uống coi. Ui, ủa mà làm gì cái mặt ông dầm dầm như mất sổ gạo vậy? Cái này còn tệ hơn mất sổ gạo nữa. Là sao? Mất sổ gạo là không có gạo ăn. Cái này á là tưởng á, là làm công hai chồng được ảnh gửi nhiêu. Rồi cái là mua ít đậu xanh. Rồi bà gọi mình làm bánh cúng ông bà. Đằng này á, chết quá luôn rồi. Coi như là Tết hôm nay nhìn cái tắc nè. Ba người xưng, bốn người xẹp, rồi mùng bảy hạ nêu là ở trong nhà luôn đó. Cái miệng hên ghê ha.
Tướng không á là cái tướng bế nè, bế cái tắc á, cho nó bế tắc, hiểu không? Mệt quá, thôi chuyện gì cũng dĩ lỡ rồi. Ủa rồi mình mua gì nữa vậy? Tiền đâu mua? Nè, bông, bông giả. Rồi, tiền nó mua gửi đâu ra? Trời đất ơi, để tôi nói tôi không có tiền rồi, mà cứ nói tiền đâu mua hoài. Cái này nè, hồi nãy đi qua bên chỗ nhà chị Sáu á, bà thấy mặt buồn buồn, bà hỏi mới nói là không có tiền. À. Cái bà đang gắn cái cây mai giả nhà bà, cái bà nói thôi còn dư miếng cho. À. Bao nhiêu đi chặt ta mấy cành cây khô coi tôi còn ghim cái này lên nữa. Trời nắng quá, xế xế tôi đi chặt được không? Nắng quá nắng rồi chăng chang luôn. Thôi khỏi luôn đi, khỏi. Khỏi chặt nữa. Sao vậy? Gì đâu giận, từ nắng nó né chiếu mà. Tôi không có giận ông. Tôi nhìn cái cây tắc tôi nó mắc giận đây nè. Ôi là trời, nghĩ sao vậy? Tôi nói cây gì đâu mà không có sức sống. Nhìn nè, lá thì héo mà nó cuốn lại, trái thì lèo đèo. Trời ơi, vậy mà nghĩ sao anh hai ông kêu cái này là cái báo vật, tôi không hiểu luôn á. Thôi mấy vậy đi. Vậy gắn luôn lên cái cây tắc đi. Gì? Cái gì? Thì gắn lên cây tắc chứ cây gì? Cây tắc mà chỗ bông mai hả má Như? Bởi vì ta nói ba Như không có cái gì gọi là cái sáng tạo. Tại sao? Cây tắc có nghĩa là bế tắc. À. Nhưng mà mình ghim cái bông mai lên, mình đang bế tắc cái mình chuyển qua mình may mắn, hiểu không? Hiểu không? Anh làm liền luôn, anh làm liền luôn. Ờ, thằng chồng làm có lý à nha. Vậy đó, làm liền luôn. Đây, cái đây. Rồi. Thầy, tôi phụ ban Như cho. Rồi. Vậy có phải ưng được không? Được không? Thấy được không? Ôi chị Sáu, chị có cho mấy cái gì đó? Cái liễn hả? Hay vậy trời. Ý nói nãy gì? Hay dễ sợ luôn trời. Mà thôi đi, gắn lên bây giờ sớm lắm, để sát ngày cái mình gắn. Đúng rồi, ngày đó ba mua mình gắn cho nó mới. Đúng rồi. Này gắn tiếp đi mình. Thằng ôn dịch này làm gì mà lăng xăng liếu xíu như gà mắc đẻ vậy nha. Ủa mày kiếm gì vậy? Đây mà ta. Kiếm cái gì? Dở dụm chân lên coi. Ừ. Miếng nữa. Kỳ ta. Mày kiếm cái gì? Chỗ tắt đâu rồi tía? Tắt gì? Chỗ tắc hôm bữa con bận nguyên bộ đồ đẹp thiệt đẹp, con đóng quần vô luôn, con đem ra ngoài kia con phơi nắng giùm tía. Trời, nó đâu rồi? Ủa, làm gì bữa nay quan tâm tới cây kiển của tao dữ vậy hả? Trời ơi, cái ngộ ghê vậy đó. Cái cây mình để trong này thì ngày Tết, 30 ngày Tết tao đem ra tao tỉa hoa, tỉa cành, tỉa lá, tao bắt sâu để cho ngày Tết chưng cho nó đẹp. Đâu rồi? Tao không có cần mày quan tâm tới cái chuyện đó, mà tao chỉ cần mày đó lo làm ơn làm phước, học hành cho nó tốt giùm tao cái. Đừng có để vài bữa có người tới đòi nợ, vài bữa có người tới đòi tiền, thấy không? Tụ tập ăn chơi liêu lỏng, tao đập mắt dịch nha. Ủa gì trời? Tự nhiên tía đi nói đi đâu xa vậy? Tự nhiên đi nguyên cái vòng vòng. Tự nhiên ở đây câu hỏi là cái chậu tắc đâu rồi? Tao cho người ta rồi. Cái gì? Tía cho người ta rồi. Trời ơi trời, sao tía không hỏi ý kiến con? Ủa, tao là cha hay mày cha? Ủa tao muốn cho ai tao cho chứ. Mắc cái gì mày lên cơn điên vậy? Trời tía tao nói gì vậy trời? Hồi đó giờ ổng có cho ai cái gì đâu mà tự nhiên bữa nay tía đi cho người ta là sao tía? Ê mày ăn nói vậy mày đừng có hạ thấp uy tín tao nha. Bây giờ mày thích phải không? Thì mời ra chợ mua chỗ khác. Làm gì đó lá làng lên. Mua chỗ khác hay nói cái gì nữa? Trời sao không hỏi ý kiến người ta? Cho cái gì mày hỏi chứ? Cho ai vậy? Tao cho kệ tao cho, mất gì mày? Trời ơi, cho ai cũng không nói nữa. Trời Phật ơi, thằng này bữa nay ăn trúng ngải tắc cái gì mà mấy ngày nay tự nhiên ôm chậu tắc khư khư, bữa nay lên cơn điên. Đồ khùng. Mình nào tới giờ có ngu đâu mà đem cho đồ người ta, cho vợ chồng chính chậu tắc đó, nó làm công cả ngày, chậu tắc có mấy chục ngàn à, cái lời tới xương luôn, ngu gì không giao cho nó. Về nhà cửa thì có người ta tới người ta lau chùi giùm, chỉ tốn có chậu tắc thôi. Rồi bây giờ vàng đó thì phải tự tay mình lau, tự tay mình lau để cho cục vàng nó thấy cái mặt mình nó nhớ,
Nó quên chủ nó là ai cái chết à. Thôi vô lấy vàng nó lao chơi. Bước vô tới đây là nghe mùi vàng nó hực ra. Mà giấc chiều á nha, giấc chiều nó mới ra hơi mới nhiều. Chả mặt quá. Ủa trời đất ơi, vàng của tôi đâu rồi trời? Trời đất ơi, nhớ để trong này mà, nhớ lao chùi bỏ vô đây, quá lại đàng hoàng kỳ với ta. Trời đất ơi, tôi lấy mất nhà này nào giờ đâu có mất gì đâu. Phương Nam vui bao câu ca, hàng dừa xanh 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 trời mây, ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ hơ hơ, chân trước chân sau sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười, cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc giận khóc giận cười. Sao sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương Nam vui lắm à nghe. Thằng ôn dịch này làm gì mà lăng xăng liếu xíu như gà mắc đẻ vậy nha. Ủa mày kiếm gì vậy? Hả? Kiếm cái gì? Dở dụm chân lên coi. Hả? Miếng nữa. Mày kiếm cái gì? Chỗ tắt đâu rồi tía? Tắt gì? Chỗ tắt hôm bữa con bận nguyên bộ đồ đẹp thiệt đẹp, con đóng quần vô luôn, con đem ra ngoài kia con phơi nắng giùm tía. Trời nó đâu rồi? Ủa làm gì bữa nay quan tâm tới cây kiểng của tao dữ vậy hả? Trời nó ngộ ghê vậy đó. Cái cây mình để trong này ngày Tết, 30 ngày Tết tao đem ra tao tỉa hoa tỉa cành tỉa lá tao bắt sâu để cho ngày Tết chưng cho nó đẹp. Đâu rồi? Tao không có cần mày quan tâm tới cái chuyện đó, mà tao chỉ cần mày đó lo làm ơn làm phước học hành cho nó tốt giùm tao cái. Đừng có để vài bữa có người tới đòi nợ, vài bữa có người tới đòi tiền, thấy không? Tụ tập ăn chơi liêu lỏng, tao đập mắt dịch nha. Ủa gì trời? Tự nhiên tía đi nói đi đâu xa vậy? Tự nhiên đi nguyên cái vòng vòng. Tự nhiên ở đây con hỏi là cái chậu tắt đâu rồi? Tao cho người ta rồi. Cái gì? Tía cho người ta rồi. Trời ơi trời, sao tía không hỏi ý kiến con? Ủa? Tao là cha hay mày cha? Ủa tao muốn cho ai tao cho chứ. Mắc cái gì mày lên cơn điên vậy? Trời tía tao nói gì vậy trời? Hồi đó giờ ổng có cho ai cái gì đâu mà tự nhiên bữa nay tía đi cho người ta là sao tía? Ê mày ăn nói vậy mày đừng hạ thấp uy tín tao nha. Bây giờ mày thích phải không? Thì mời ra chợ mua chỗ khác. Làm gì đó lá làng lên. Mua chỗ khác hay nói cái gì nữa? Trời sao không hỏi ý kiến người ta? Cho cái gì mày hỏi chứ? Cho ai vậy? Tao cho kệ tao chứ mất gì mày? Trời ơi cho ai cũng không nói nữa. Trời Phật ơi, thằng này bữa nay ăn trúng ngải tắt cái gì mà mấy ngày nay tự nhiên ôm chậu tắt khư khư, bữa nay lên cơn điên. Đồ khùng. Mình nào tới giờ có ngu đâu mà đem cho đồ người ta, cho vợ chồng chính chậu tắt đó. Nó làm công cả ngày, chậu tắt có mấy chục ngàn à, cái lời tới xương luôn. Ngu gì không giao cho nó. Về nhà cửa thì có người ta tới, người ta lao chùi giùm, chỉ tốn con chậu tắt thôi. Rồi bây giờ vàng đó thì phải tự tay mình lao,
À, tự tay mình lao để cho cục vàng nó thấy cái mặt mình nó nhớ. À, nó quên chủ nó là ai cái chết à. Thôi vô lấy vàng nó lao chơi. Bước vô tới đây là nghe mùi vàng nó hực ra. Mà dắt chiều á nha, dắt chiều nó mới ra hơi mới nhiều. Chá mặt quá. Ủa trời đất ơi, vàng của tôi đâu rồi trời? Trời đất ơi, nhớ để trong này mà, nhớ lau chùi, bỏ vô đây, khóa lại đàng hoàng, kỳ với ta. Trời đất ơi, không lẽ mất, nhà này nào giờ đâu có mất gì đâu. Vàng của tôi đâu rồi, nhớ coi, nhớ kỹ rồi coi. Mình không lau chùi thì vàng nó cũ. Lau 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 lau, chùi chùi lau lau. Ôi ta lau sao mà nó bóng. Trời ơi, vàng mà lau vô cái nó bóng liền. Ông nội không cần lau nữa, giờ biết mắt sáng rực thiệt tình. Tao nói thiệt rồi bây, tao thì không tắm cả tuần cũng không sao, không đỡ tốn nước. Chứ còn tụi bay hai ngày là tao đem ra tao tắm, tao lau, tao chùi cho nó sạch sẽ, cưng lắm. Thấy vậy cái vàng nhiều cũng khó ngủ nghe. Ngủ bằng đêm nhắm có con mắt à, còn con thức canh cái hộp vàng. À, nhờ ngày nào cũng dòm vàng này đó, thành thử từng tuổi này nha. Mà con mắt vẫn sáng rực chứ mà chơi. Nhờ dòm tụi bay đó. Ơi chả quá, mắt mờ quá. Đó, thấy sáng ra chưa? Bởi vì thương lắm. Đúng rồi, mình lau xong mình bỏ vô tủ, khóa lại đàng hoàng. Ai vô đây lấy? Nhà này nào giờ có mất mát gì đâu. Để anh làm. Chỗ đó tao lau rồi. Dạ. Đừng lại gần chỗ đó. Dạ anh làm. Lau đi. Đúng rồi, vợ chồng thằng Chính chứ không ai vô đây. Mày tới xấu mày với tao. Chính ơi là Chính. Vợ chồng Chính ơi, vợ chồng Chính mập ốm ở nhà không? Dạ. Ra đây, ra đây, ra đây. Ủa, dạ cái gì? Dạ, dạ. Ủa, dạ anh Hai mới qua, dạ. Ủa trời, dạ. Anh Hai. Mày qua lắm rồi nha. Dạ. Dạ, dạ. Tài sản của tao đâu? Tài sản của cải tao đâu? Chị mình. Dạ, ủa anh Hai gì anh Hai vậy? Làm sao mà ban đêm hôm nay? Giấu đâu? Đem ra liền, đem ra liền. Dạ, giấu cái gì anh Hai? Đem là đem dạ. Gì anh Hai? Dạ, cái này anh Hai cho thì tụi em mới bưng về chứ tụi em đâu có ăn cắp gì đâu mà. Tao cho hồi nào? Cái cây này nè. Hả? Anh Hai nhớ đi, anh Hai giật một ngày hai là bắt em phải ôm về nó báo giật. Chứ dạ. Tụi em cũng đâu có muốn nhận nó đâu, tắt điếc cũng chết luôn. Dạ. Bây giờ anh Hai không vui thì anh Hai ôm về đi, em cứ gắn cái bông mai lên cho may mắn thôi. Giờ anh Hai lấy về đi chứ đừng có đổ thừa ăn cắp à. Tụi bay đừng có làm bộ đánh chống lãng. Tao không có nói cái vụ này. Chứ vụ gì anh Hai? Tao nói cái vụ vàng của tao kìa. Dạ. Vụ ăn cắp vàng của tao bây giờ tụi bay tẩu tán đi đâu. Hả? Dạ anh Hai ơi, vàng gì tụi em nào giờ không có biết cái vụ vàng gì của anh Hai đó. Đã hồi chiều á ha, lại vòng vòng cái tủ vàng của tao lau hoài ha. Tao nói tao lau rồi mà mày cũng bê qua bê lợi nha. Tao nghi rồi là vợ chồng mới vừa về là cái hộp vàng của tao mất tiêu à. Hả? Dạ. Đâu? Ủa đâu có đâu mình. Hồi đâu chị... có đâu em, mày lau tụi nó anh Hai nói là khỏi. Dạ. Lau em qua bằng thằng nhỏ anh Hai nhớ không? Dạ. Anh Hai vợ nhớ không? Đừng có thanh minh thanh nga gì với tao chứ, vàng của tao đâu. Dạ anh Hai ơi, vợ chồng em á là nghèo cho sạch hết cho thơm. Tụi em sống làm sao là không có cái chuyện như anh Hai nghĩ bụng đâu. Bây giờ anh Hai không tin á, nay vô lục xét nhà em đi rồi có anh Hai lấy. Tao lục mà có một cái đó hen. Dạ. Là tụi bây ở tù không ngày ra nghe. Dạ, chưa? Dạ dạ dạ, Hai vô lục giùm em cái đi. Dạ. Ông ơi, ông ơi, qua đây tôi nói ông nghe cái này nè. Không có đâu, mình đừng có lo. Ông không có làm ẩu đúng không? Không có. Tôi thấy ông rõ ràng về chung với tôi mà làm sao có cái chuyện đó trời được. Chồng em mày không tin hay sao? Tin. Để anh Hai thoải mái đi. Tôi tin mình nhưng mà anh Hai ơi, có không anh Hai? Không có đúng không anh Hai? Tụi bay đó quá quá mức, quá tham lam, tao không ngờ được. Thôi không nói nhiều,
đi lên công an với tao. Thôi, giải quyết. Thôi mà anh hai tới nhất rồi, vợ chồng em mà lên đó, người ta tưởng tụi em làm bậy bạ gì, nhục mặt lắm, không có được, không có lên. Nhục chứ, biết nhục hả, biết nhục thôi đừng có làm, đi lên công an với tao. Không, thôi. Mình trả cây cho anh hai. Lấy đi. Khỏi cần trả, cái cây này cũng đem về luôn, thấy không? Đó, tao không có cho dùng cái thứ tham lam này, tao không có cho ủ công lắm. Nè, ủ cái này ra bỏ luôn. Thôi cái cây. Nay sao không thiêu cây vậy hai? Thấy chưa? Ủa? Thao. Tụi bay quá cứng nghề thấy không? Ủa này là cái gì vậy anh hai? Mình nói cái dạng lần đầu biết không? Đây nè, thấy không? Trời ơi. Đâu ra? Anh hai ơi, có khi nào anh hai cất ở chổng mà anh hai quên cái anh hai cho em luôn cái cây không chứ tụi em không có làm vậy đâu. Ủa tao đâu có khùng, vàng đâu mà tao đem tao bỏ anh vô. Anh hai là cha xanh mẹ đẻ, hai chồng em không biết cái đó là cái gì luôn đó. Tụi bay lấy về rồi tụi bay dỗ cái khen cái cây héo nè, cái cây bữa tao cho tươi mà bây giờ héo nè không? Không nói nhiều, thấy không? Vợ chồng mày đi lên công an với tao. Ba mặt một lời đó, cho ta xử lý cái vụ này. Mình đã sợ quá. Tí qua nhà cô chú Chính, tí làm sao vậy? Không có bình tĩnh gì hết. Nói ra ăn cắp vàng của tía, phụ cho tía. Cái gì? Lên công an. Cô Chính ăn cắp vàng? Không có. Cắp vàng gì? Không có. Cắp vàng của tía nè, giấu trong cái hũ này nè, chồng cái tắt lên nè. Thôi chết rồi. Tía ơi, tía, bây giờ con xin tía nha. Con nói điều này là nếu bây giờ tía nếu muốn kêu công an bắt cô chú Chính thì tí kêu công an bắt con trước đi. Mày điên rồi hả? Mày mê con nó quá mày điên rồi phải không? Nhưng mà nó không có yêu mày đâu, nó dụ mày đó, nó dụ mình, nó lấy vàng rồi nó sẽ đạp vô mặt mày. Không phải đâu tía, thật sự ra người ăn cắp vàng của tía là con mẹ. Hả? Con giấu vô đây nè. Mà bây giờ tự nhiên tía đem cái tắc tặng cho chú Chính. Con điên rồi, bữa đến tới giờ con đi kiếm vô vòng bây giờ thì ra nó nằm ở đây nè. Ôi tía, đừng có làm sùm nữa. Đó, anh hai. Thôi con xin lỗi cô chú Chính. Con xin lỗi cô chú Chính, cái này lỗi của con. Thôi tía bớt nóng đi tía. Không sao đâu con. Cái này là hiểu lầm mà được giải quan gì cô chú mừng lắm rồi. Đúng không rồi, sao không có tù sao lắm. Dạ. Thằng Chính nói câu này đúng. Dạ. Cái này là do hiểu lầm rồi. Dạ. Thấy không? Thôi bây giờ lỡ cái cây tát tao nhổ nó cũng chết rồi. Thôi để mai đi chợ mua cây mới tặng lại cho vợ chồng bay. Dạ không cần vậy đâu anh hai. Vợ chồng tụi em vậy là đủ rồi. Cái đó là vợ chồng tụi bay nói không cần nữa nha. Dạ. Đỡ tốn 10 ngàn. Tía. Thôi tía con nói vậy thôi chứ tía con mua cây khác mà. Để con ví theo tía con. Xin lỗi cô chú. Anh muốn rớt tiền ra ngoài luôn mình ơi. Nhưng mà mình ơi, em nói em không cần là không cần đền cây tắc. Chứ em cần tiền ăn Tết mà, vậy là bữa giờ vợ chồng mình làm công không hả? Tao đợt này mà không xử cha đó, tao làm con mày cho coi. Trời, tính ra hôm qua con với chú mà về sớm ha, là hả nhiều khi xử được ổng luôn rồi đó. Đây, cái vụ này tao mới bực nè. Tao chở cho ổng nguyên của chậu tắc, mà chậu tắc nó to rồi đó mày. Vậy hả? Mà nghĩ sao ông trả tao có một ngày công à? Thánh thần vậy ơi. Vậy nóng không? Nóng chứ. Tao chưa đập nguyên cái chậu tắc lên đầu ổng là hên á, chứ đó qua kiếm chuyện nữa. Trời ơi, không. Mà con tính ha, hôm qua chú mà đem cái chậu tắc qua đập vô mặt ổng ha. Ừ. Là nhiều khi lấy được nguyên đống vàng lại rồi. Nha. Không mua cái món gì hàng của tao xong rồi tao đầu tiền không trả mày. Vậy hả? Ờ, cho nên tao cai tới giờ này. Cho nên đợt này là tao đầu luôn cả vốn lẫn lời. Tao không đập, tao đập là đập gấp đôi. Trời đất ơi, vậy mà bỏ qua? Không có bỏ qua. Vậy xử không cho con? Để đó tao. Xử đi con, yểm trợ chứ. Nhớ nghe. Đi. Đi mày. Này, tôi với mình á, lấy trà thay rượu vô một cái mừng cái Tết ấm no. Vô mình ơi. Trời ơi, thánh thần. Nói vậy kìa. Ủa? Chú Ba ngồi, chú Ba uống nước. Con ngồi chơi con. Chú Ba ngồi, chú Ba. Ê, cái gì mà sao là đâu ra nhiều đồ chăng vậy? Hả? Cũng đi, cũng đi. Vui lắm là mai vui. Cũng coi á, chung số hả? Mừng cái Tết ấm no. Hơn chung số nữa. Tía má. Gì? Cây tắc quỷ này đâu ra nó vậy? Trời đất ơi, con nhỏ này. Lộng ngôn à. Chậu tắc may mắn đó. Bậy bạ đi. May mắn không? May mắn. Ôi, may mắn gì? Cái chậu tắc này he, mém tí đó là tía má mang tí ăn chợ ăn cắp rồi. Thôi dục đi. Thôi. Tía cắm nha. Ừ. Nghe là tía ngồi xuống đó. Rồi sao là đồ đạc đâu nhiều vậy? Đừng nói trúng số, nghe trúng số rồi chia lại cho em Út xài chút đỉnh đi được không? Không phải em ông đâu, tôi ngắt đầu rồi. Nè tôi nói cho chú biết. Gì? Nhà mình nghèo.
Tiền ăn còn không đủ, lấy tiền đâu mua vé số? Vậy chứ đâu đây? Mà không mua vé số lấy gì chúng, đúng không? Cái này nè, là của ông Tài đem qua. Tài? Tài có bác hai đó. Bộ lạ lắm sao hết hồn. Rồi, chúc mừng con nghe con. Không có ưa cái thằng đó. Ưa gì, ưa gì. Cái này là giống như là tía má bay nhận sinh lễ rồi còn gì nữa. Cái gì thiệt hả? Gì vậy tía má? Con không có ưng cái cha nội đó nghe. Trời ơi, mày làm như mày có giá lắm vậy đó. Thôi dẹp mày đi bê ơi. Đây nè, cái này là thằng Tài nó đem qua để nó xin lỗi cái vụ mà hiểu lầm đó. Hiểu không? Mà được nè, tao nói nào giờ nghe danh của anh hai, ảnh kẹo dữ lắm. Nhưng mà ảnh đâu có kẹo. Ảnh còn cho hai vợ chồng tôi một cây vàng nữa đó chú. Tự nhiên cho cây vàng hả? Một cây vàng hả má? Một cây vàng 4 số 9. Lần đầu tiên tía má mới biết cái vàng là gì đó. Bắt ba hai cho thêm mà tía má thấy quá nhiều rồi không có dám. Mà nói nghe nè, không phải tự nhiên cho đâu, để bồi thường cái danh dự của tôi với ông nhà tôi vậy đó. Hiểu không? Mà hai chồng tôi mình, hai chồng mình nghèo cho sạch cách cho thơm. Tôi đâu có chịu lấy chú. Nhưng mà anh hai nói á, tụi bay mà không lấy á, mười mốt là tao không kêu qua mừng cái gì cho tao nữa hết. Vì công ăn chuyện làm phải nhận thôi. Nhưng mà thôi kệ vậy. Anh mà nói nếu hai chồng không nhận là anh chết đó, anh đi đúng chết rồi. Nó nhận đó. Hôm nay nhà mình giàu lắm rồi, yên rồi. Vô rửa mình lại. Tắm thấy không? Thôi để dành tốt đi. Thấy tao không? Tao mới dành nhẹ thôi đó. Cái là tao mới chỉ là giống như là tao giống kiểu là dằn mặt nhẹ thôi đó. Mà được cây vàng đó. Tao mà nhận một trận mà nên thân là chắc lầu ra nguyên củ vàng. Thế cái gì đó chú hẹn gì dần dần gì chú nói gì vậy? Không, thì năm sau năm dần. Đúng không? Gần thân tỷ hợi là vậy á. Năm sau dần đúng rồi. Thì nói chung là cái năm mà kỵ là nó sẽ là giống như người ta gọi là nam kỵ hạp mà nữ kỵ khắc đó rồi vậy đó. Nam kỵ hạp mà. Vậy năm tới là anh hạp hả? Ai biết? Ai vậy năm kỵ hạp rồi chú nói kìa. Thôi thì bây giờ vậy nè. Nói chung là bây giờ cái này cũng gọi là cái lộc. Đó thì nói chung là ổng có đưa thì anh chị cứ giữ lấy xài. Vậy Tết nay rồi mình coi như gia đình mình cũng ăn Tết lớn một chút. Ăn Tết lớn là ngon rồi. Nè, bây giờ hai đứa trái người tắm rửa đi đặng ăn cơm nữa, bữa cơm đây ngon lắm luôn. Đứng lên. Lên. Nhớ nâng niu nha. May mắn lắm bạn. Chưa có nào thấy vui như hôm nay luôn á.